kết nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, chính xác thì AI, trí tuệ nhân tạo là gì? Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? Và nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo như thế nào? Trí tuệ nhân tạo sẽ làm biến đổi những ngành nghề nào và biến đổi ra sao? Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thị trường lao động và việc làm theo hướng nào? Robot, xe hơi tự hành và cuộc sống của chúng ta. Cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo của các công ty công nghệ lớn. Liệu trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta đạt được hòa bình thế giới? Hay chúng có khơi mào cho một cuộc chiến tranh công nghệ? Ta có thể chuẩn bị gì cho kỷ nguyên AI? Làn sóng trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa cuộc sống loài người bước sang một kỷ nguyên mới mà sớm hay muộn không có ai đứng ngoài cuộc. Hãy cùng tác giả Lassie Ruhanen tìm hiểu 101 điều cần biết về AI, trí tuệ nhân tạo và tương lai của chúng ta qua quyển sách AI, trí tuệ nhân tạo, 101 điều cần biết về tương lai. Sách do Trang Rose dịch, được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2021. Thưa quý thính giả, Lassie Ruhanen là một tác giả và diễn giả về AI và các công nghệ mới, mạng xã hội và tiếp thị bằng video. Ông đã trình bày tại các hội thảo và workshop tại hơn 16 quốc gia. Hồi 17 tuổi, tác giả biết rằng một chiếc máy vi tính đã chiến thắng nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov. Chuyện này xảy ra vào năm 1996 và chiếc máy vi tính được IMB phát triển tên là Deep Blue. Sự kiện này khiến tác giả suy nghĩ rằng cái cách máy vi tính đang ngày một trở nên giỏi giang hơn trong việc thực hiện đủ mọi loại nhiệm vụ mà trước đó chỉ có thể do con người đảm nhận, vừa lý thú lại vừa đáng sợ đến nhường nào. Mặc dù trước đó khoa học máy tính chưa từng khiến tác giả quan tâm, nhưng từ khoảnh khắc ấy trở đi, ông đã hứng thú với bất cứ thông tin nào liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Trong 10 năm vừa qua, tác giả đã có những buổi thuyết giảng và hội thảo quốc tế về truyền thông xã hội và tiếp thị kỹ thuật số. Vì lý do đó, một phần quan trọng trong công việc của tác giả là bám sát các xu hướng công nghệ và những thứ các công ty công nghệ lớn đang hoạch định cho tương lai. Những năm gần đây, tác giả bắt đầu nhận ra vai trò ngày càng thích đáng của trí tuệ nhân tạo trong truyền thông xã hội. Đồng thời, tất cả những công ty công nghệ lớn như là Google, Facebook và Amazon đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các ứng dụng cho AI trong sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đã kích động trí tò mò của tác giả. Và kể từ đó, ông không ngừng theo dõi sát sao những phát triển trong lĩnh vực này. Vào năm 2016, trong lúc tiến hành nghiên cứu cho một cuốn sách tác giả đang viết về tương lai của ngành giáo dục, ông đã rất ngạc nhiên khi khám phá ra vô số cách thức ta có thể dùng trí tuệ nhân tạo để cải tiến giáo dục. Điều này rõ ràng cũng có thể được áp dụng vào các lĩnh vực khác nữa. Mặc dù AI có tiềm năng cải thiện tính hiệu quả của nhiều lĩnh vực, nhưng những thông tin sẵn có về tiềm năng ấy lại không nhiều. Đồng thời, trong lúc dạy các lớp đại học về AI và cách thức nó sẽ tác động lên xã hội, tác giả nhận thấy các sinh viên của mình có sự hứng thú tột độ khi tìm hiểu thêm về chủ đề này. Điều tương tự cũng xảy ra tại các hội nghị ông tổ chức ở Los Angeles, Sevilla và Helsinki. Những người tham dự tỏ ra hết sức tò mò về AI và những biến đổi mạnh mẽ mà nó sẽ đem đến trong thời gian tới. Toàn bộ các sự việc trên đã khích lệ ông tiếp tục nghiên cứu và cuối cùng là viết ra cuốn sách này. Ngoài ra, các câu chuyện truyền thông mà tác giả thấy về AI thường bị làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, ví dụ như liệu robot có chiếm hết công việc của chúng ta hay bao giờ thì AI sẽ trở nên thông minh hơn con người. Nhưng tác giả lại thấy rất ít thông tin thiết thực về cách AI sẽ tác động lên cuộc sống thường nhật của con người. Đó là một lý do khác khiến ông quyết định viết cuốn sách này. Mục tiêu chính của tác giả chỉ đơn thuần là chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm khác nhau về AI và những tác động mà nó có thể đem đến cho thế giới. Vì ông tin tưởng một cách vững chắc rằng đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất vào thời đại của chúng ta. Trong những năm tới, chúng ta sẽ được tận hưởng những lợi ích đáng kinh ngạc trong một thế giới nơi AI giúp chúng ta thực hiện hầu hết mọi công việc một cách hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm hơn. Thế giới ấy sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai rất gần, nhưng cùng với các lợi ích sẽ là những thách thức lớn. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hết mức có thể.
chúng ta càng chuẩn bị cho những thách thức này sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tác giả tin chắc rằng một trong những cách tốt nhất để thực hiện điều ấy là thảo luận và giáo dục nhiều hơn về AI và cách tất cả chúng ta có thể hưởng lợi từ việc hiểu rõ những thay đổi căn bản mà nó sẽ đem tới cho cuộc sống của mình. Quyển sách này nhằm mục đích cung cấp một bộ khung để giúp các bạn hiểu rõ hơn và thích nghi tốt hơn với kỷ nguyên AI mới. Chương 1 cung cấp cái nhìn tổng quát về trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ giúp bạn hiểu vai trò quan trọng của dữ liệu trong nhịp độ tiến triển đến chóng mặt của kiểu công nghệ này, cũng như một vài ưu và nhược điểm của AI. Nó cũng giải thích một vài thuật ngữ then chốt và cung cấp danh sách những chuyên gia tiếng tăm nhất trong ngành. Ở chương 2, độc giả sẽ khám phá cách AI chuyển hóa hoàn toàn gần như mọi ngành nghề. Bạn sẽ được tìm hiểu về những thay đổi đáng kinh ngạc đã và đang diễn ra trong 10 ngành nghề khác nhau, đó là tài chính, du lịch, y tế, vận tải, bán lẻ, báo chí, giáo dục, công nghiệp, giải trí và chính quyền. Ở chương 3, các bạn sẽ tìm hiểu xem AI thay đổi cách thức vận hành của các công ty như thế nào. Bạn sẽ nhận thấy các chu trình thương mại như bán hàng, tiếp thị, kiểm toán, nhân lực và chăm sóc khách hàng đang ngày một hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng AI. Chatbot là hình thức liên lạc được cách mạng hóa. Bạn sẽ tìm hiểu về nó trong chương 4. Bạn đọc sẽ được biết chatbot giúp các công ty liên lạc với khách hàng dễ dàng hơn ra sao, cũng như những điểm mạnh và điểm yếu của chatbot. Chương 5 bàn về những tác động mạnh mẽ của AI lên thị trường việc làm. Vì AI cho phép robot tiến hành những công việc mà trước đó chỉ có thể được thực hiện bởi con người, nhiều người sẽ mất việc. Chương này cũng bao gồm những lời khuyên thiết thực nhằm giúp đỡ những con người có công việc có thể bị ảnh hưởng, ví dụ như những kỹ năng nào sẽ trở nên có giá trị nhất trong thị trường việc làm tương lai và làm cách nào để khởi động một công việc kinh doanh mới trong kỷ nguyên AI. Trong tương lai không quá xa, hầu hết mọi phương tiện đi lại sẽ được tự động hóa. Chương 6 nói về việc thực tại mới đầy mê hoặc này sẽ vĩnh viễn làm biến đổi cách chúng ta đi lại như thế nào, bao gồm cả những điểm cộng và điểm trừ của xe hơi tự lái. Các công ty xe hơi đang chuẩn bị cho sự thay đổi này ra sao và xe hơi tự lái đang được các quốc gia nào kiểm định rồi. Ở chương 7, bạn đọc sẽ biết được câu trả lời cho những câu hỏi thường được đặt ra nhất về robot. Ví dụ như, robot là gì? Có những loại robot nào? Và những vấn đề đạo đức nào xoay quanh cuộc sống với robot? Chương này cũng bao gồm những nguồn đáng tin cậy liên quan tới robot học. Trí tuệ nhân tạo hiện nay đang là ưu tiên hàng đầu của tất cả những người khổng lồ công nghệ ở Mỹ như là Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Chương 8 nhấn mạnh cách mỗi công ty trong số này đang phát triển và khởi động các sản phẩm và dịch vụ dựa trên AI. Bạn cũng sẽ được giới thiệu những thông tin chi tiết về các dự án như là các công ty công nghệ Trung Quốc Alibaba, Tencent và Baidu đã thực hiện. Hai chương cuối dồn lực cho việc trả lời những câu hỏi thường gặp về AI. Chương 9 tập trung vào những vấn đề cốt lõi mà chúng ta cần phải xem xét liên quan đến vai trò của AI trong đời sống. Bạn sẽ khám phá ra những điều mà nhiều người e sợ về AI, vài mối lo ngại về đạo đức và bảo mật, và liệu AI có thể cô đơn hay không. Chương 10 đề cập đến những câu hỏi khác về các tác động khả dĩ của AI lên xã hội, ví dụ như nó có thể bị vũ trang hóa hay được sử dụng trong tuyên truyền chính trị như thế nào, và liệu nó có thể giúp chúng ta xóa bỏ nghèo đói hoặc đạt được hòa bình thế giới hay không. Tác giả hy vọng kiến thức được chia sẻ trong sách sẽ là nguồn cảm hứng để bạn đọc đón nhận thực tại mới này, nơi trí tuệ nhân tạo đóng một vai trò cốt yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tác giả khuyến khích độc giả bắt đầu làm việc cùng trí tuệ nhân tạo và coi nó như một đồng minh giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách AI Trí tuệ nhân tạo 101 điều cần biết về tương lai tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube, Truyền hình Tây Ninh, Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày.
với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.